Đại biểu Quốc hội chất vấn lời hứa của Bộ trưởng về BOT bức xúc nhất Hà Nội. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu ở Bình Định nêu ngày 22 tháng 4 năm 2020, cách đây hơn 2 năm, Bộ trưởng Giao thông Vận tải đã trả lời đại biểu bằng văn bản với nội dung kiến nghị dỡ bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài trên đường Võ Văn Kiệt, một trạm thu phí gây nhiều bức xúc cho người dân vì vị trí đặt không đúng. Xin hỏi Bộ trưởng, bao giờ trạm thu phí vô cùng bất cập này sẽ chính thức được dỡ bỏ? Theo tôi, lời hứa của Bộ trưởng đối với người dân được các đại biểu Quốc hội chuyển đến thì cần phải được giám sát từ những việc rất nhỏ cho đến những dự án lớn của quốc gia. Ông Hiếu chất vấn Bộ trưởng Thể. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, dự án trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài là dự án có nhiều bức xúc tại thành phố Hà Nội. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có những phương án kết thúc trạm BOT này. Trạm Bắc Thăng Long Nội Bài thời điểm tôi trả lời đại biểu thì nó sắp xong rồi, nhưng sau đó là giai đoạn dịch bệnh, có thời điểm gần như không có xe đi trên đường, khiến doanh thu BOT sụt giảm, ông Thể trình bày. Bộ trưởng cũng nêu rõ sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để ra soát lại sao cho đảm bảo công bằng giữa các nhà đầu tư với người dân. Chúng ta là cơ quan nhà nước, chúng tôi cũng chẳng có quyền lợi gì trong này, chúng ta phải giám sát để người dân không thiệt, giám sát sao cho nhà đầu tư thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết, ông Thể nói. Theo ông Thể, có những dự án BOT 10 năm, có những dự án 12 năm, cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm rà soát việc này. Với trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài, Bộ Giao thông Vận tải đang rà soát kiểm tra, khi đủ các điều khoản hợp đồng sẽ dừng trạm. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, sau đó cũng giơ biển tranh luận cho biết, có một nhóm phản đối dự án đang hoạt động trên mạng và cả ở địa bàn, gây phức tạp và mất an ninh trật tự. Do đó, ông đề nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải thông tin rõ việc rà soát BOT Bắc Thăng Long Nội Bài sẽ kéo dài đến khi nào để người dân nắm được. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, với dự án BOT Bắc Thăng Long Nội Bài có hai giải pháp. Một là cho nhà đầu tư tiếp tục thu phí để thu hồi đủ vốn và sau đó đóng trạm. Giải pháp thứ hai là nhà nước phải mua lại một phần dự án theo hợp đồng đã ký, ưu điểm là có thể kết thúc ngay việc thu phí. 4 năm qua, Bộ Giao thông Vận tải đã rà soát tổng thể 70 trạm thu phí BOT và nhận thấy 21 trạm thu phí còn tồn tại bất cập, được phân thành 4 nhóm. Trong đó, trạm Bắc Thăng Long Nội Bài được xếp vào nhóm các trạm thu phí gây bức xúc vì đặt ngoài phạm vi dự án. Với những trạm Bộ Giao thông Vận tải có thể xử lý theo thẩm quyền như di dời vị trí trạm, điều chỉnh giá thì Bộ đều đã thực hiện, qua đó giải quyết được các vấn đề của 14 trạm BOT. Còn những trạm đang trình xin ý kiến Quốc hội như Bắc Thăng Long Nội Bài, nếu không có nguồn lực thì không giải quyết được, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải khẳng định. Trả lời câu hỏi có lợi ích nhóm trong BOT hay không, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng BOT liên quan đến người dân, rất nhạy cảm, các bộ ngành, trong đó có công an cũng rất quan tâm. Song ông Thể khẳng định, đến nay chưa phát hiện lợi ích nhóm giữa cơ quan chức năng cấu kết với nhà đầu tư.